Xin chào anh em, mình đã trở lại đây. Mặc dù làng game di động của năm 2021 đã chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch bệnh Covid-19, thế nhưng vượt qua tất cả, đây vẫn tiếp tục là một năm bùng nổ của nền tảng chơi game trên di động nói riêng, bắt đầu bằng việc tung ra một loạt siêu phẩm game mới, cho đến những bản update nội dung trong game, đã cho thấy mặc dù là chúng ta nên ở nhà, nhưng vẫn không hề thiếu phương tiện để giải trí, với vô vàn nội dung khác nhau cho bạn lựa chọn. Và video này mình sẽ lại mang tới là những cái tên game mobile đáng chú ý thời gian gần đây. Bạn sẽ tìm được những game hoàn toàn miễn phí trong video này, hay là những bản nội dung cập nhật gần đây mà không game thủ nào lại muốn bỏ qua. Và để không mất nhiều thời gian của bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ lập tức đi vào tìm hiểu nội dung của tựa game mobile đầu tiên trong video này nhé. Summoner World. Nhà phát hành game di động lẫn danh ComTuS mới đây vừa giới thiệu tới người chơi của mình một bản cập nhật lớn dành cho tựa game bom tấn Summoner World như là món quà dành cho game thủ trong mùa hè năm nay, với nhiều nội dung đáng chú ý, mà đặc biệt là sự góp mặt của hai quái thú hoàn toàn mới. Một là quái thú 4 sao góc Robo, và hai chính là quái thú 5 sao góc mang tên Sky Surfer. Và nếu là game thủ đã và đang gắn bó với tựa game này, thì với những nội dung cập nhật lần này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị cũng như động lực để tiếp tục dấn thân vào khám phá thế giới nhiệm màu của Summoner World. Theo đó, hiện tại Robo và Sky Surfer là hai quái thú đã chính thức góp mặt cho bản update lần này. Và quả thật mình vô cùng hào hứng với hai quái thú này, khi mà Robo là quái thú 4 sao góc với hình dáng giống như là quả bóng tròn. Và mặc dù nhìn trông có vẻ vô hại, nhưng quái thú này lại sở hữu bộ kỹ năng và sức mạnh phải nói là trái ngược hoàn toàn ngoại hình của nó. Còn với quái thú Sky Surfer, mặc định là quái thú 5 sao với khả năng bay lượn trên bầu trời, tạo hình quái thú này vô cùng uy lực và đẹp mắt, với nhân vật bay lơ lửng trên một tấm ván trượt, trên tay là một khẩu súng với uy lực mạnh mẽ, thì chắc chắn sức mạnh của Sky Surfer là không hề tầm thường, đặc biệt khi đây là quái thú 5 sao góc với khả năng tấn công đối thủ để hấp thụ 15% thành tấn công với 50% cơ hội và có thể làm choáng đối phương. Hơn nữa, với nội tại mạnh mẽ của mình, làm cho đây đích thị là một quái thú hỗ trợ chuẩn mực, là mảnh ghép quan trọng mà bạn đã tìm kiếm cho đội hình của mình. Cũng trong lần cập nhật lần này, ngoài việc bổ sung hai quái thú mới, game còn mở hiệu triệu đặc biệt cho Sky Surfer và Robo, bổ sung 3 trận đánh ảo mới với sự góp mặt của hai quái thú này để giúp tất cả người chơi có thể trải nghiệm việc sử dụng quái thú mới toàn. Còn khu huấn luyện chiến đấu là nơi để nhà hiệu triệu thao luyện khả năng xây dựng đội hình tham chiến với những quái thú chỉ định của mình và tham gia trận đấu ở chế độ chơi bằng tay. Như vậy, nhà hiệu triệu của Summoner World có thể thỏa sức nghiền ngẫm về cách thức hoạt động của hai quái thú mới với nhiều bất ngờ không thể đoán trước. Và nhân dịp này, ComTuS cũng tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt để chào mừng ra mắt bản cập nhật mới. Người chơi tham gia có thể thu được điểm sự kiện bằng việc hiệu triệu quái thú 3 sao và quái thú 4 sao trở lên, sau đó sử dụng điểm thu được để mang về cho mình vật phẩm hấp dẫn, trong đó bao gồm bí kíp huyền bí. Và chuỗi sự kiện này sẽ diễn ra khi cập nhật theo từng server đến 10 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2021 và nhận thưởng vào 10 giờ ngày 30 tháng 8. Và bạn cũng có thể nhấp vào đường link dưới phần mô tả để tải và trải nghiệm cập nhật mới của Summoner World, cũng như theo dõi thông tin chi tiết về nội dung game và bản cập nhật lần này. Pirate Unlimited Adventure. Tựa game này bao gồm tất cả những gì bạn cần, bao gồm chủ đề One Piece lúc nào cũng ăn khách, hay là lối chơi nhập vai hành động vô cùng mãn nhãn, đi kèm tiếng Việt trong game, mà lại hoàn toàn là game miễn phí, thì không có lý do gì mà bạn lại không thử qua nó. Game bao gồm dạng nhân vật đến từ One Piece, là một trò chơi chiến đấu đội hình theo lượt. Thế nhưng điểm đáng tiền của game là mọi nhân vật đều sở hữu cử động linh hoạt, với bộ kỹ năng mang đặc trưng riêng, đồng thời có thể phối hợp tạo ra combo hủy diệt. Game cũng đồng thời mang đến tính năng tương tác giữa người chơi. Bạn sẽ từng bước chiêu mộ nhân vật quen thuộc, lắp ghép thành đội hình theo ý đồ chiến thuật. Và việc thay đổi chiến thuật thể hiện rõ nhất là việc bạn thay đổi vị trí hay tướng trong trận. Đặc biệt, hiệu ứng đồ họa của game vô cùng đẹp mắt, với bối cảnh không gian thể hiện sống động. Và còn có tiếng Việt thì bạn lại càng dễ dàng gắn bó với game hơn. Còn
Game nhập vai hiện tại thì không hề thiếu, nhưng đẹp mắt nội dung đồ sộ với gặp lầy lội cũ như tựa game này thì mình đảm bảo không phải lúc nào bạn cũng được trải nghiệm. Thêm vào đó, game nhập vai tuyệt đẹp này còn sở hữu đồ họa 3D không tì vết và đẹp không thua kém những game đến từ Hàn Quốc. Kỹ năng của nhân vật thiết kế thực tế mang đến một loạt trải nghiệm chiến đấu sống động. Bạn sẽ xây dựng lên một kiếm sĩ ma thuật điều khiển nguyên tố hay là pháp sư cận chiến thành thạo di chuyển. Đặc biệt còn được chiêm ngưỡng dàn kỹ năng đặc biệt tái hiện vô cùng hoành tráng. Bản đồ trong game thì rộng khỏi bàn, với đầy đủ danh lam thắng cảnh. Bạn có thể tự do bay lượn khám phá, dễ dàng gắn kết với người chơi khác, cùng nhau tạo dựng một hội hiệp sĩ và chiến đấu dũng cảm cùng nhau vì lý tưởng đã chọn. My Tale. Còn nếu bạn thích sự phong phú đồ sộ trong nội dung với nhiều quái thú và khả năng nâng cấp như là Pokemon thì đây lại là một lựa chọn đáng giá. Cảm quan game khá giống như là phiên bản 3D của Rainbow Story. Với kiểu chơi di chuyển màn hình ngang, game cho bạn bắt đầu một cuốn phiêu lưu thư giãn trong một thế giới mở kiểu chibi không đụng hàng. Người chơi sẽ hoàn thành nhiệm vụ tham gia khiêu chiến và chiêu mộ anh hùng mới hay là nâng cấp quái thú để đồng hành cùng mình vượt qua những khó khăn. Và kỳ thật game chịu ảnh hưởng khá nhiều từ thương hiệu Dragonet, kết hợp lối chơi hành động nhập vai và mang đến nhiều chế độ đa dạng cho bạn tự do khám phá mà không biết chán. Ngoài ra, nội dung của nó còn mở rộng hơn với nghề nghiệp, kỹ năng và tiềm năng phát triển, phù hợp cho những ai muốn chơi đơn lẻ hay là game thủ thích PK tự do để có thể tìm thấy niềm vui tại đây. One Punch Man The Strongest. Lấy cảm hứng từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên, tương lai tựa game này sẽ được đưa về Việt Nam thông qua nhà phát hành VNG. Và khác với những game siêu anh hùng trước đây, mà tựa game này sẽ là game nhập vai đánh theo lượt, với đồ họa chân thật như là bộ truyện gốc và lần lượt từng chiêu thức mạnh mẽ, phải nói là long trời lở đất của dàn siêu anh hùng, đều được tái hiện chân thật thông qua tạo hình dễ thương. Tất nhiên bạn vẫn sẽ làm quen với những công việc quen thuộc như là sưu tầm nhân vật, bố trí đội hình, kích hoạt duyên phận và từng bước nâng cấp cho từng nhân vật trong game. Và vì là game chiến thuật đấu tướng nên người chơi không chỉ quan tâm mỗi Saitama, thay vào đó là một đội hình 6 chiến binh và tất cả sẽ được tái hiện sinh động như bạn đã hòa mình vào chuyến phiêu lưu của Thánh Phòng Tôm. Và như mọi khi, link tải game mình đã để sẵn dưới phần mô tả và công việc của bạn chỉ là nhấp vào chúng để tải về. Tiếp theo, nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Sau cùng xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.